Hôm nay tôi sẽ thực hiện một thử thách, đó chính là bỏ hết công quan việc làm để dành 6 tiếng try hát tựa game Blacksmith Wukong ở trên chính chiếc laptop này. Ủa mà khoan, tính ra là đang quay video này vẫn tính là đang làm việc mà đúng không? Đây là Acer Predator Helios Snapdragon 16 2024, một chiếc laptop gaming cấu hình phải gọi là mạnh như PC, Intel Core i9 14900HX, RTX 4070, RAM 32GB và bộ nhớ trong SSD là 1TB luôn. Chiếc máy này mình đã có hẳn 2 video review ở trên kênh GameZ rồi, trong đó có một video đánh giá rất chi tiết về hiệu năng này, màn hình này, ngoại hình này. Anh em mà chưa xem thì check qua liền nha. Còn trong nội dung của video này thì mình sẽ muốn dành nhiều thời gian hơn để dùng chính cái cấu hình cực kỳ mạnh của chiếc laptop này để chơi tựa game Blacksmith Wukong, đúng hơn là try hack 6 tiếng để coi là kết quả như thế nào nha. Con trai máy chúng ta không biết, vào video sẽ biết. Đầu tiên thì mình sẽ muốn review nhanh lại về những cái thông số nổi bật ở trên chiếc laptop này trước ha, tại vì mình muốn cho anh em thấy rõ hơn là tại sao mình lại chọn chiếc laptop gaming này của Acer để làm chiếc máy try hack 6 tiếng với cái tựa game Blacksmith Wukong. Nó không chỉ đơn giản nằm ở cái thông số hiệu năng đâu nhá. Nhưng mà mình vẫn sẽ đi từ cấu hình trước ha. Sử dụng Intel Core i9 14900HX này. Con CPU này cực kỳ mạnh và cái mức ăn điện của nó ở hiệu năng đa nhân đó cũng cực kỳ cao luôn. Mình đã từng benchmark với Cinebench R23 thì nó ăn tới gần 180W. Chưa kể đây cũng là một con CPU có nhiều nhân, nhiều luồng, xung nhịp là còn cao nữa. Nên là những tác vụ mà cần hiệu năng thuần của CPU thì con này nó quá khỏe luôn. Bên cạnh đó còn có con GPU là con RTX 4070. Đây cũng là một con GPU rất mạnh khi mà nó kết hợp với một số công nghệ giúp tăng FPS ở trong game như là DLSS nè. Và cuối cùng là máy sẽ có 32GB RAM và 1TB SSD nha. Và bên cạnh hiệu năng thì màn hình cũng sẽ là một điểm cộng mà mình rất thích ở em này. Kích thước màn hình này là 16 inch, độ phân giải của nó là 2.5K và tần số quét là 240Hz nha. 100% DCI-P3 nữa và độ sáng của nó cũng là 500 nit. Nói chung á là các màn hình này để giải trí như là chơi game thì khỏi bàn. Đặc biệt là cái tần số quét 240Hz này chơi game nó mượt mắt lắm. Và quan trọng nhất, có một cái hiệu năng mạnh như thế này và duy trì nó một cách ổn định đó thì bắt buộc hệ thống tản nhiệt cũng phải đi kèm xịn nha. Và nói về hệ thống tản nhiệt của chiếc laptop này, nó sẽ sử dụng công nghệ là Acer Aeroblade hệ thứ 5 và đồng thời nó cũng sẽ có cả keo tản nhiệt kim loại lỏng cho CPU nữa. Và do đây cũng là một chiếc laptop 16 inch nên là cái diện tích bên trong máy nó cũng sẽ có nhiều không gian hơn. Từ đó cũng sẽ giúp cho Acer thiết kế những khe tách nhiệt này nó được nhiều hơn và lớn hơn. Từ đó nhiệt độ của máy á, khi mà tản nhiệt á, nó cũng sẽ hiệu quả hơn. Rồi, nãy giờ là về mặt lý thuyết, còn bây giờ sẽ là chính thức dùng chiếc máy này để try hack 6 tiếng liên tục với tựa game Blacksmith Wukong nha. Và bắt đầu từ đây, đi thôi. Đầu tiên mình sẽ mở Predator Sense lên. Để làm gì? Tất nhiên là để bật máy sang chế độ Turbo rồi. Và mình đang bật sẵn chế độ Turbo luôn rồi. Tất nhiên chơi một tựa game AAA nặng như thế này thì phải bật Turbo để máy chạy hết công suất chứ. Thứ hai là mình sẽ để chế độ quạt ở cái chế độ là Auto thôi nha. Mình không để Max. Mình muốn để Auto là để coi máy có phân phối được cái hiệu năng và cũng như là cái khả năng tản nhiệt nó có được tốt khi mà chơi những cái tựa game nặng như thế này hay không. Rồi bây giờ thì vào tựa game Blacksmith Wukong ha. Đầu tiên thì mình sẽ muốn cho anh em coi qua về setting của tựa game này trước ha. Thì mình sẽ có nhiều những cái option setting khác nhau để cùng xem là với cái hiệu năng của chiếc laptop này của Acer là con Predator Helios Snapdragon 16 này á, nó sẽ có được những cái mức FPS hay là nhiệt độ hay là mức độ ăn tài nguyên của từng cái thiết lập thì nó sẽ là như thế nào. Mình sẽ mở mắt độ sáng của chiếc laptop này và cũng như là mở mắt âm thanh luôn để có được cái trải nghiệm nó tốt nhất. Rồi ok, anh em sẽ nhìn thấy đây là cái setting. Uầy, nhìn đẹp đấy chứ. Nhưng mà cái mức FPS của nó sẽ loanh quanh đâu đó khoảng tầm 45 cho tới 46 FPS thôi. Nó không đạt được cái ngưỡng là trên 50. Ở đây là mình chưa di chuyển giữa những cái khu vực khác nhau và cũng chưa có đánh quái, đánh boss gì nha. Và đồng thời anh em cũng có thể nhìn thấy là con RTX 4070 đó, nó đang chạy 99%. Gần như là cả đồ họa đang phải hoạt động max công suất để nó chiến cái tựa game này. Và nhiệt độ lúc này nó sẽ đâu đó khoảng tầm 86 độ. Rồi bây giờ cho anh em coi một chút nha. Đang là 12 rưỡi trưa. Try hack 6 tiếng với tựa game này thì sẽ là đâu đó khoảng tầm 6 rưỡi tối là sẽ xong. Thì mức FPS khi mà mình di chuyển sang một số khu vực khác nhé, anh em nhìn này, nó vẫn sẽ loanh quanh khoảng tầm 40 mấy FPS thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ thay đổi setting một chút là mình sẽ bật cái công nghệ DLSS lên. Lúc này mình đã thấy chuyển động các thứ trong khung hình nó đã mượt mà hơn rất là nhiều. Rồi, sau khi mà mình bật Ray Tracing cộng DLSS ở mức setting là Very High và game kéo ở độ phân giải là 2.5K thì mình nhận thấy là lúc này con RTX 4070 nó đã ăn nhiều điện hơn rõ rệt luôn. Lúc này là cái điện của nó sẽ nhảy đâu đó khoảng tầm trên ngưỡng là 100W.
Anh em thấy không? Nó nhảy lên hơn 100W luôn. Và đồng thời thì lúc này nhiệt độ của RTX 4070 thì nó vẫn sẽ ở cái ngưỡng đâu đó khoảng tầm 8X độ, từ 85 cho đến 86, 87 thôi, không có tăng quá nhiều đâu. Nhưng mà mình cảm nhận rõ hơn là cái câu chuyện mà FPS của nó bị drop trong một số trường đoạn mình chạy qua mà nó thay đổi về map á, thì nó sẽ bị giật hơn rõ rệt. Đây như là cái khúc anh em vừa thấy đúng không? Do cái khúc này map cực kỳ rộng và cực kỳ nhiều chi tiết nên là nó sẽ có một số lúc nó drop FPS như vậy, thì mình nghĩ là cũng không có gì quá lạ đâu. Và mình cũng nhận ra một điều khá là rõ, đó chính là khi mà mình bật full setting của tựa game lấy mấy cu câu về lên á, thì quạt gió mình để ở chế độ auto thì lúc này nó đã bắt đầu xoay nhiều hơn, tiếng của nó nghe đã rõ hơn, nhưng mà nó vẫn sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến cái trải nghiệm của mình đâu nhé. Thực tế là mình đang ngồi chơi bằng tay cầm, mình không có ngồi sát máy, mình sẽ ngồi dịch ra một xíu, ngả lưng ra ghế chơi cho nó chill chill hơn, thì mình vẫn nghe tiếng game nó rõ ràng hơn mà không có bị ảnh hưởng bởi tiếng quạt gió đâu anh em. Rồi, sau khi mà mình chơi được một lúc thì mình kết luận như thế này. Với mức max setting ở tựa game Lấy Mấy Cu Công trên con Acer Predator Helios Neo 16 này á, nó sẽ có mức FPS dao động đâu đó khoảng tầm 40 FPS. Nếu anh em chơi mà nó không để ý về con số FPS đó thì mình thấy là vẫn cảm thấy khá là bình thường thôi, không vấn đề gì cả đâu. Đây là mình đánh quái này, bố láo này, chết này, đấy, ngon lành luôn, không có gì phải lo cả. Rồi, bây giờ mình sẽ thay đổi setting một chút ha. Mình cũng sẽ bật DLSS, cũng sẽ bật Ray Tracing, nhưng mà mình sẽ giảm cái chất lượng đồ họa của game xuống ở cái mức là 2 thôi, không phải là Very High nữa, để coi là nó có cải thiện nhiều hơn về mức FPS không nha. Ồ, FPS của nó có cải thiện rõ rệt đấy chứ. Nó lên ở cái mức gần 60 FPS rồi này. FPS lúc này là khoảng 50 mấy, 56, 57, 58, gần 60 FPS. Lúc này mình thấy chuyển động của game nó mượt hơn hẳn rồi. Bây giờ thử đánh quái cái ha. Ok, mượt luôn, 60 FPS rồi này. GPU đều vẫn chạy ở mức gần 100% luôn nhá. Ôi dồi. Và điện ăn vào của GPU thì nó cũng sẽ loanh quanh khoảng tầm 70W, 80W. Đôi khi nó sẽ nhảy lên mức 90W hơn. Và nhiệt độ vẫn sẽ ở cái mức 8X thôi anh em. Vẫn sẽ chỉ ở cái mức loanh quanh khoảng tầm 82, 83, 84 thôi, không có nhiều đâu. Và anh em có thể thấy là cái mức RAM với cái tựa game Lấy Mấy Cu Công này mình chơi á, thì anh em thấy là nó sẽ ăn đâu đó khoảng tầm 22GB RAM. Nên là cái mức 32GB RAM của chiếc laptop này mình thấy hoàn toàn hợp lý nha. 30 phút sau. Rồi để coi lùm này đánh boss với setting này có ổn định không nha. 60 mấy FPS ha. Ui. Né. À đôi lúc vẫn drop xuống 4 mấy này nhưng mà mình thấy không ảnh hưởng lắm. Ui, parry, nó có parry à? Ây da. Đầu đấy. Ui, đầu. Ui, mà cũng nhờ con loa con Predator Helios Neo 16 này mở maximum nghe đã rồi em ạ. Nghe cái tiếng peng 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 ấy, nghe nó đã lắm. Ây da, trời đóng băng luôn à. Ăn một gậy của lão tôn này. Anh em có thể thấy là cái FPS của nó ok ha. Mình thấy không có vấn đề gì luôn, nó chơi cực kỳ mượt luôn. Ray Tracing, DLSS các thứ. Nhưng mà qua pha đánh mini boss vừa rồi anh em có thể thấy ha, nó chiến vẫn ngon lành đâu đó khoảng tầm 50-60 FPS thì chơi gần như cảm thấy vẫn rất là mượt mắt luôn. Mình combo gần như thoải mái luôn. Và RTX 4070 vẫn ở cái ngưỡng nhiệt độ là chỉ 8X thôi anh em ạ. Nó không thể nào nhảy hơn cái mức 8X được. Cực kỳ ngon luôn. Ồ, mình chờ NR chắc cũng được 15-20 phút rồi anh em ạ. Và cái tài nguyên của máy khi mà nó tiêu hao vẫn sẽ chỉ có nhiêu đó rồi, không có gì thay đổi cả. Ơ, lại gặp con này rồi. Anh em thấy tôi né chuẩn đâu. Ôi. À dạ, mới nói xong. Một gậy này. À, trời ơi. Sau 30 phút chơi nữa nè. Đau nha. Ngon lành luôn. Được không? Nói chung thì với cái máy setting này thì mình thấy chơi quá ổn luôn đó anh em. Quá ổn luôn.
sau hơn 1 tiếng chơi thì bây giờ là khoảng tầm 2 giờ 27 phút thì mình sẽ chuyển cái đồ họa của game xuống ở mức thấp hơn nha anh em. Anh em có thể thấy là FPS của nó đã tăng lên khi mà mình chuyển setting của game xuống Medium thì nó đã tăng lên ở mức là 77 cho đến 78 FPS, gần 80 FPS luôn anh em. Nên là mình thấy là nếu anh em muốn chơi tryhard lâu dài, đánh boss mọi thứ nó mượt mà không bị drop FPS đó, thì mình nghĩ là ở cái mức setting Medium nhưng vẫn bật ray tracing và vẫn bật DLSS nha, thì mình thấy như thế này là ok nè. Ồ con gì đây? Đứng im đó. Tụi game còn bay bay như thế này nữa. À, bay à? Thế thì tao trúng côn lên tao đánh mày. Ui da, trời ơi, trời ơi. Ôi, tôi bay lên, tôi ăn nguyên ba cái chém của nó luôn. À, ở đây mình muốn nói luôn với anh em một chút là lý do tại sao mà mình không chơi bằng chính chuột ngoài và bàn phím của máy. Đơn giản thôi, là do mình đã quá quen tất cả những cái kỹ năng và thao tác với tựa game Black Myth Wukong này, chơi bằng tay cầm rồi. Nên là khi mà mình chơi bằng bàn phím và chuột đó, mình sẽ không quen được cái thao tác combo. Nên là bắt buộc mình phải chơi bằng tay cầm để có được những cái trải nghiệm nó tốt nhất. Thật ra thì nếu chơi game với chiếc Hello Snail 16 này nhá, mình vẫn thấy là cái bàn phím này vẫn cho những cái lực nhấn hay là cái khả năng tốc độ mà nó phản hồi về combo anh em chơi game á, thì nó vẫn sẽ rất là tốt thôi. Tại vì cái này mình đã đánh giá khá là chi tiết ở trong video đánh giá chi tiết về con máy này rồi. Mình chơi game sao bâng hay là chơi eSports các thứ ấy, combo ngon lành lắm, không có gì đâu. Giờ 30 phút nữa đã trôi qua. Rồi, như vậy là sau khoảng 2 tiếng mình cực lực ở cái chapter 3 này và ở ngay cái map mà nó có quá nhiều đường đi luôn các bạn. Bây giờ đã là hơn 5 giờ rồi, 5 giờ 6 phút rồi. Hơn 2 tiếng rồi các bạn. Và mình vẫn bị kẹt ở cái khúc này. Cụ thể là mình đánh với con boss này này. Đây, chính xác là con boss này mà các bạn. Đấy. Anh em nhìn nó đơn giản đúng không? Nhưng không nha. Đam vừa to và vừa nhiều chiêu nữa. Đây, nhìn này. Đó. Round 1, giờ tới round 2 này. Cởi chói ra. Máu nó vừa trâu mà đám vừa to nữa. Thua nãy giờ ở cái round 2 này thôi anh em ạ. Đấy, ơ. Đấy, em thấy không? Đấy, nó đấm tôi vài cái rồi muốn ngõm luôn. Ây ha, ây ha, trời ơi. Đấy, anh em thấy không? Đám to vãi ạ. Ăn một gậy này, buồn cái máu trâu thật. Ui. Lại nữa rồi. Ê! Rồi, cái chiều đó bắt dậy á. Thuốc rồi. Cái chiều gì cũng... Many, many minutes later. Tôi đầu hàng rồi đấy. Nãy giờ không qua anh hỏi con mini boss đó thì tôi không hiểu là boss chapter 3 tôi đánh kiểu gì luôn. Hiện tại là mình đã bắt đầu chơi từ 12:30 và bây giờ đang là 18:35, tức là 6 tiếng hơn một chút. Và mình đã dành hơn 6 tiếng chỉ để không qua anh hỏi một con mini boss. Nhưng mà bên cạnh đó đã cho anh em thấy được là Black Myth Wukong mình chơi cỡ đấy rồi. Mình đã làm rất là nhiều những cái tác vụ đồ họa khác nhau và chỉnh những cái mức setting khác nhau để cho anh em thấy được là tựa game Black Myth Wukong này dù game kéo ở 2.5K nhưng mà chơi ở những cái mức setting như là high, very high, bật DLSS hay là bật cả ray tracing thì anh em thấy nó đều có một cái mức FPS và chơi cực kỳ ổn định, đặc biệt là về nhiệt độ và cũng như là cái mức ăn điện của GPU thì nó rất là cao để mang đến một cái hiệu suất chơi game, đặc biệt là về mức FPS. Anh em chơi con Black Myth Wukong ở trên chiếc laptop này á, thì vô cùng ok luôn. Và thực tế nếu như anh em muốn chơi những cái tựa game khác thì mình cũng đã có cái video đánh giá chi tiết trước đó, test khá là nhiều con game từ eSports đến game AAA như là Cyberpunk 2077 này. Nên là anh em yên tâm với tựa game Black Myth Wukong ở trên chiếc máy này thì chơi nó vẫn sẽ ngon thôi. Và tổng kết lại, anh em thấy sao về hiệu năng chiến game của chiếc Acer Predator Halo Snail 16? Nó dùng i9-14900HX RTX 4070, RAM 32GB từ với cấu hình như vậy, anh em đã thỏa mãn khi mà chơi được game Wukong hay chưa? Chứ cá nhân mình là thấy thỏa mãn rồi nhé. Chơi mượt, ngon. Nói chung mà đánh boss thì tôi hơi gà tí, đúng như cái tên, nhưng mà nói chung mà chơi ngon đấy. Và bên cạnh đó, nếu như anh em muốn mua chiếc laptop này thì anh em vẫn sẽ nhận được đầy đủ những cái chương trình, đặc biệt là cái chế độ bảo hành VIP 3S1 của Acer, bảo hành nhanh trong vòng 3 ngày, quá 3 ngày 1 đổi 1 máy mới cho anh em luôn.
Và đồng thời chiếc máy này cũng đang nằm trong chương trình Back to School với rất nhiều chương trình khuyến mãi dành cho học sinh sinh viên nha. Anh em check ngay nha, tặng vali với code game đồ nhiều lắm. Và mình là Gà Tổng, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Nói chung nhớ bấm đăng ký kênh nha, trời tâm huyết như thế này cơ mà.